Thôi mình chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ đi bắt dế nha các bạn. Đó, do 2 tuần vừa rồi mình bận việc quá, với lại công ty mình có việc á, mình không có nghỉ được đi bắt dế được cho các bạn xem á. Đó, thì hôm nay mình tiếp tục đi bắt dế nha các bạn. Đó, nhóm mình đi theo mình nè, đang đi rình đằng kia các bạn thấy không, đằng sau lưng mình các bạn. Đó, thì 2 tuần qua mình không có quà bị vô bắt dế, thì cũng có khá là nhiều bạn kêu mình tiếp tục đi bắt dế ha. Thì hôm nay mình ngủ dậy nè, nhưng mà dậy hơi trễ xíu, giờ này 6 giờ các bạn. Đó, thì hôm nay mình đi tới chỗ khu đất trống nè. Đó, mình tìm có dế nào gáy thì mình lần theo mình bắt rồi mình quay cho bạn xem nha. Đó, thì cái cuộc hành trình bữa nay mình đi coi có dế nào to hay không ha bạn ha, thì mình bắt mình quay lại cho bạn xem nha bạn. Đó, thì bây giờ bắt đầu mình đi nha các bạn. Nhà này có con khò đang gáy nè nha các bạn. Đó, mà gáy tiếng hơi nhỏ cho mình nghĩ nó nằm đâu khuất ở trong các bạn. Tại lớp cỏ chỗ này cũng khá là dày nè. Đó đó bạn nghe gáy à. Mình đang lần lần theo từ từ nè. Đó, đâu trong cái đống này nha các bạn. Rồi nó ngừng gáy các bạn ơi. Rồi mình tìm nha các bạn. Dẹp cho luôn nha. Wow, cái cỏ khô các bạn. Ây da, ây da, ây da. Chết rồi, chết rồi. Cái gai đâm mình nè, ngay ngay tay nè các bạn thấy không. Dạ, để mình ngừng máy xíu nha, mình rút cái gai ra nha các bạn. Cái gai đâm tay mình nè. Dạ. Đâu quá, có cái cây gai các bạn. Nè, đây nữa nè. Mình sơ ý. Dạ. Tìm dế này nha các bạn. Cỏ này khô. Biết còn cái gai nào nữa không? Thấy dế này ta. Ây da. Ây dồi, cỏ dày ghê luôn các bạn. Ở đây nè, đây nè, đây nè các bạn. Đây nè, đây nè. Dưới than nữa các bạn. Ồ, dưới than nha các bạn. Ồ, đã ghê chưa. À, thôi mình coi kỹ lại cái nha. Hai câu dài luôn nha các bạn. Hai câu dài luôn nha. Đây nè. Trời ơi, mình moi tới đây luôn mới có nó nè các bạn. Đây nè, dưới than nha. Quá đã luôn. Đây cái hũ, cái đi lấy cái hũ đi. Đây, nhóc mình này cầm theo cái hũ nữa mình các bạn. Đây, còn dưới than nha các bạn. Mình lấy miếng cỏ mình bỏ vô cái. Quá đã luôn. Bỏ vô cho nó mát nha các bạn ha. Đó, còn dưới than đầu tiên nha các bạn. Ta vẫn còn hơi hơi rát xíu này cái gai ở đằng. Chỗ này làm cái ổ ngay cái bụi gai các bạn. Bóc vô cái gai khô các bạn. Nè, đây dưới than đầu tiên nha các bạn. Quá đã luôn. Rồi, giờ mình đi tìm tiếp ha. Rồi mình bắt dế rồi có tiếp mình quay cho bạn xem nữa nha. Đây con dưới than đầu tiên, quá đã luôn. Ngay đây đang có một con đang gáy nha các bạn. Nè bạn nghe. Đó đang gáy bắt cặp nha. Đó để mình bước tới đây. Đó 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 đó. Đó mình bước cho đồng cái cọng cỏ cái nó ngừng gáy các bạn ơi. Giờ mình dạch ra luôn nha. Mình dọn trong trống để nhảy ra cái. Không biết đường đâu bắt các bạn. Dở từ từ các bạn ơi. Ồ, cỏ khô nha các bạn. Cỏ này chắc người ta ta cào cỏ lên cái ta dục lên nữa các bạn. Ồ, tê hàng tê đất rồi. Đó này có mấy cái kẻ đất nữa các bạn ha. Lý tưởng cho bên dế làm hang luôn nha các bạn. Ồ, ý, dưới non nữa các bạn. Chạy à. Nghe dế đang ghé bắt cặp mà. Không thấy ta. Ơ đây nè. Đây nè các bạn, dưới than nè các bạn. Ê, 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 chạy hai em. Đây, dưới than nha các bạn. Em tìm bữa còn nữa nha các bạn. Em vương nhóc mình cầm, tiên cầm con dế đi. Còn nữa nha các bạn. Em nó gáy bắt cặp mà kỳ đó.
còn dưới máy nữa chứ, làm mất dấu rồi các bạn ơi, mất dấu rồi, mất dấu hết rồi các bạn ơi. Đây là gì, đèn ghe bất cập mà. Ôi, dưới máy mình không bắt rồi các bạn ơi, thả đi ha. Không có các bạn ơi, đâu đang dế rồi tiên. Đây dạ, đây dạ. Đây, dưới than nha các bạn, thằng nhóc con mình mới đưa cho mình nè, đưa hũ tiên. Đây, bỏ vô nha các bạn. Đây, dưới than nữa nha. Đó, quá đã luôn, đèn ghe bất cập nha các bạn. Đừng bứt không khó, bỏ vô cái. Đây. Đó, cho nó mát mát, cái lại nhìn cái màn hình nó đẹp các bạn, có xanh xanh rồi các bạn. Đó, thứ hai nha các bạn, quá đã luôn, dưới than luôn, mình thích dưới than đó các bạn ơi, mình bắt mình thích dưới than nhất. Đó, thả nha các bạn ha, rồi giờ mình đi tìm tiếp ha, có dế nữa rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nữa nha. Đây các bạn ơi, thằng nhóc mình nó mới vừa rình dế nữa các bạn, nó thấy phát hiện con chỗ dế đang ghé nè, nó ngồi nó rình nè các bạn. Chỗ nào tên, chỗ đó hả? Đâu nào, vòng vòng đâu đây hả? Xác định kỹ chưa? Rồi xác định kỹ thì vô dạch luôn nha các bạn. Có cóp nha các bạn, cỏ khô mà tên ây da, chỗ này cũng có gai nữa ta. Ghé lớn không? Lớn rồi, có không ta? Nhổ cái cây lên luôn, nó trống, khó, cũng đã dễ tìm. Ây da, da, ừ, gai nữa nè, đâm mình đó các bạn ha. À, chỗ này, ây da, da, vậy có đi, ừ. À, này, biết dưới đây có không nha các bạn? Nè. Yeah. Có, thấy chưa? Nó có. Đây nè, dế nè các bạn, dế than. Ui. Nó nằm dưới cái nắp trắng. Đây, dế than nha các bạn. Nè, nằm dưới đây nữa các bạn. Cái hang luôn, quả đã luôn. Nè, xít nè các bạn thấy không? Nè, xít nè. Đây, dế than nha các bạn. Đầu hũ đầu tiên, bỏ vô để nó nhảy. Đây, còn dế than nha các bạn. Đó, rồi con này có một giò. À. Có một giò các bạn ơi. Đó. Dế than có một giò nhỏ nữa. Hãy bắt luôn các bạn ơi, mấy bữa nay còn mới dế chơi. Đây, bắt luôn, về nghe gáy rồi quậy bạ rồi chơi hả các bạn ha. Đó, một con dế than nữa nha các bạn, một giò. Thì coi kỹ lại coi, có hai râu có dài không? Kỹ lại cái. Ồ, hai râu dài luôn nha các bạn. Ờ, ok. Được. À, gài một giò nhưng mà hai râu dài nhìn cũng đẹp. Có nhiều con một giò cũng hay lắm nha các bạn. Đá cũng hay lắm á, chứ đừng giỡn. Đó, đây. Rồi, tiếp tục mình đi bắt nữa coi có nữa, bắt mình quay cho bạn xem nữa nha. Ngày này có con đàn gáy nha các bạn. Đó, đàn gáy bất cập nha. Đó, đầu trong cái ụ đất nè các bạn. Đó, cao ghê luôn các bạn, ụ đất này cũng cao nha. Đó, so với mặt đất là khoảng 30-40 các bạn. Đó, con này làm ở trên cái ụ đất nè các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ dạch ra luôn nha các bạn. Đó, hết gáy rồi. Con này gáy khá nhỏ. Ít sức cực, nhẹ nhàng nha các bạn. Khó nhảy ra luôn nè. Ui. Vừa nói chuyện luôn các bạn, nhảy ra luôn. Đây nè, dưới than nè các bạn. Ôi. Đi đi đi, cầm đi. Coi có dưới máy không. Nãy chưa bắt được con dưới máy nè. Bắt thử con dưới máy rồi. Đâu rồi ta? Nghe bắt cặp mà. Vừa bảy cục đất thôi cái nó nhảy ra liền luôn các bạn. Không thấy ta. Không thấy các bạn ơi. Chui đâu dưới cái kẻ đất rồi, kẻ bắt được dưới trống là mừng rồi. Đây nè, ủa con dế. Con dế, dế chưa dế non các bạn ơi, to ghê luôn nè. Ủa khổng lồ luôn. Bắt luôn nha các bạn, về mình cho nó lột. Hả? Ủa con dế non nè. Ui. Con dế non bự chà bá luôn các bạn. Đây nè, ủa bự ghê chưa. À, dưới lửa luôn nè các bạn. Dưới này dưới lửa nha các bạn, mới còn nhỏ mà đã biết con không việc luôn rồi nè. Ờ, à, màu vàng nè các bạn thấy không. Đó, à, để mình bỏ cái ủ này trước nha. Tôi đưa hũ đi. Ồ, con dế non.
Rồi Tim đi đường dưới thang kia đây, con đi dưới thang kia đây. Đây. Này dưới thang nhóc mình nó cầm nè các bạn. Đây, đi kiếm hũ Tim, đi kiếm hũ đi. Đây, hai con nha các bạn. Đây nè, dưới thang nè. Đây dạ, dạ, để mình chuyển hướng mình kia dễ quay cho các bạn xem. Đây, dưới thang nha các bạn. Đó, dưới thang để nhóc mà nó đi kiếm cái để chạy lại cái vỏ lấy cái hũ cái. Còn hai con đó bạn, dưới non nè, dưới trống luôn, dưới non dưới trống nha các bạn. Đó, to ghê luôn các bạn, chưa lột mà to cái này rồi, nó lột ra rồi rất là to luôn nha các bạn. Đây dưới thang, kệ thôi mình không tìm dưới máy đâu. Dưới máy nó chạy đâu rồi. Dưới thang này mình vừa dạch ra cái nhảy ra liền luôn các bạn. Đó, để nhóc mình nó đi lại cái vỏ lấy cái hũ cái. Có chưa tên? Có chưa? Đâu. Bỏ xuống con. Đó, đây cái hũ nó nha các bạn. Hũ nhỏ quá ha. Ok. Đây. Hồn dưới thang nữa các bạn. Nãy giờ bắt được toàn dưới thang không à. Quá đã luôn. Chỉ con dưới non này với lửa này. Đây còn nhỏ mà nó màu vàng vậy là nó lột ra là với lửa chắc luôn các bạn. Có nhiều con mà đen là vẫn lột hay là với dầu với lửa không các bạn. Mình không hiểu. Đó, không biết là do môi trường hay sao đó. Đây. Quá đã luôn nha các bạn, hai con nữa nha. Đây một con dưới non này về mình sẽ nuôi ha, cho nó lột ra luôn. Đó, con nó to lắm các bạn, nhìn thấy không? Dưới non còn nhỏ mà rất là to luôn nè, bự ghê chưa? Đó, đây dưới thang nữa nha. Đó, hai con. Rồi, đây tiếp tục hành trình của mình đi tiếp nha các bạn. Coi có nữa mình bắt quay cho bạn xem nữa nha. Đó bạn ơi, tình hình là bây giờ là trời lên nắng lên đó bạn. Đây nè, nắng lên rồi nhóc mình nó cũng mệt rồi, nó bụng rồi. Đó giờ sáng sớm mai cho con mình chưa có ăn gì các bạn, nên đi ra bắt dế. Giờ nhóc mình nó đói với lại nó khát nước nữa. Mệt không tên? Nhưng mà vui đúng không? Bắt dế là vui sáng sớm mà. Đó thì hôm nay bắt được cũng ok, hai mấy dế than. Đó, cũng được mấy 4-5 con dế than vậy các bạn, để mình xem lại nha. Tại vì bây giờ mình sẽ quay những cái con dế bữa nay mình bắt được cho bạn xem nha. Cũng khá là đã luôn nha các bạn. Đó đây thì bữa nay mình bây giờ mình sẽ quay mấy con dế bữa nay mình bắt được cho bạn xem nha. Đây mấy con dế bữa nay mình bắt được nha các bạn. À, một con, hai con, ba con, bốn con, năm con ha. Nhưng mà có một con dế non này chưa có lột mà khá là bự luôn nè các bạn, thấy không? Nó còn non mà nó bự, bự hơn mấy con nè, bự các bạn thấy không nè. Đó, bự hơn mấy con trưởng thành luôn các bạn, thấy không? Nó lột ra nó còn to nữa nha các bạn. Đó thì mình về mình sẽ chăm thử cái con dế non này thử coi ha. Đây, dế than luôn nè. Đó, một dế than nè. Có một con dế một giò nha các bạn. Đây, dế một giò đây. Đó, còn lại là ba con dế than kia thì ngon, nhìn râu dài nè, nhìn đẹp nè các bạn ha, đen mung luôn. Đó, con nào cũng đen hết á. Đó, thì kết quả bữa nay cũng được ok ha các bạn ha. Thì bữa giờ mình cũng ngưng bắt dế lâu rồi, cũng 2 tuần rồi. Đó, chỗ mà mình từng bắt thì cũng bị công trình ta phá. Đến nay thì người ta ngưng rồi các bạn. Thì mình đi tới chỗ đây thì còn được khoảnh cỏ các bạn. Thôi cũng có dế để mình bắt ha. Đó thì bữa nay thì được 5 con ha, 4 con trưởng thành với một con dế non. Thì giờ mình về mình nuôi thử coi ha các bạn ha. Đó thì cái video hôm nay là mình đi bắt dế ha. Giờ dẫn nhóc mình đi bắt dế được thành quả được 5 con cũng khá là ok. Đó thì bây giờ mình sẽ về mình nuôi ha. Còn mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn coi video thấy hay thì cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.